Kính chào quý khán giả đang đến với bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, được phát sóng vào lúc 23 giờ hàng ngày. Bản tin gồm có những thông tin nổi bật trong ngày và những vấn đề đang được quan tâm. Và bây giờ mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Sáng ngày 7 tháng 12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 6, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ tọa kỳ họp là ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Đại Thi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhận định, trong năm 2022, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo tích cực của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, sự ủng hộ, tin tưởng của nhân dân, tỉnh Tây Ninh đã khẩn trương triển khai, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhất là tỉnh đã bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Đến nay, kinh tế xã hội của tỉnh đã đạt được những kết quả khá tích cực và toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó có những chỉ tiêu vượt mạnh so với kế hoạch đề ra. Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng nhìn nhận rằng tỉnh ta vẫn còn những khó khăn hạn chế cần tập trung khắc phục, đó là hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và các thành phần kinh tế còn khó khăn. Cơ cấu lại ngành nông nghiệp chưa đạt kết quả như mong muốn, một số công trình trọng điểm chậm tiến độ đề ra, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường chưa chặt chẽ, tình trạng thiếu thuốc bảo hiểm y tế, thiếu cán bộ y tế, thiếu giáo viên chưa được khắc phục. Một số loại tội phạm ma túy, buôn lậu, cho vay nặng lãi, có nơi, có lúc diễn biến phức tạp. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thành Tâm đề nghị các đại biểu tham dự kỳ họp phát huy tinh thần trách nhiệm, đề xuất các giải pháp khắc phục những khó khăn tồn tại và xem xét quyết nghị những vấn đề quan trọng của địa phương, tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội của năm 2023. Trong ngày làm việc 7 tháng 12 của kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành đã trình kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh 30 tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự thảo nghị quyết thuộc các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, văn hóa xã hội và pháp chế. Trong số 30 tờ trình, Ủy ban Nhân dân tỉnh trình kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh có nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến các chính sách an sinh xã hội, tác động đến đời sống của nhiều người dân. Đây cũng là các nội dung đã được cử tri quan tâm kiến nghị trong thời gian qua, như tờ trình về việc ban hành nghị quyết quy định chuẩn hộ nghèo tỉnh và chính sách hỗ trợ hộ nghèo đa chiều, hộ nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022-2025. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã trình các tờ trình về việc ban hành nghị quyết hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên ngành y tế tăng mức phụ cấp hàng tháng đối với ấp, khu đội trưởng, mức phụ cấp đối với lực lượng công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Các nội dung tờ trình đã được các ban chuyên môn Hội đồng Nhân dân tỉnh thẩm tra và thống nhất. Dự kiến, các nghị quyết sẽ được xem xét ban hành vào ngày làm việc của cuối kỳ họp ngày 9 tháng 12. Cuối phiên làm việc buổi chiều ngày 7 tháng 12 của kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Anh Minh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Kết quả, ông Trần Anh Minh đã trúng cử chức vụ ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh với 47 trên 52 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 90,38%. Trong ngày làm việc thứ hai, vào buổi sáng ngày 8 tháng 12, các đại biểu sẽ thảo luận tại tổ về các nội dung được trình tại kỳ họp. Buổi chiều, kỳ họp tiến hành thảo luận tại hội trường và thực hiện phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ được Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh trực tiếp lúc 13 giờ 30 phút ngày 8 tháng 12 trên sóng TTV11 và FM 103.1 MHz cùng các hạ tầng OTT. Chiều ngày 6 tháng 12, Ủy ban Nhân dân thị xã Trảng Bàng tổ chức họp ban chỉ đạo lễ hội bánh tráng phơi sương lần thứ tư năm 2022. Đến thời điểm này, Ủy ban Nhân dân thị xã Trảng Bàng cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị cho lễ hội bánh tráng phơi sương lần thứ tư năm 2022. Phát biểu tại cuộc họp, ông Hà Minh Dảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, trưởng ban chỉ đạo lễ hội yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo cũng như các tiểu ban nỗ lực hoàn thành các phần việc còn lại theo đúng kế hoạch đề ra. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Trảng Bàng Hà Minh Dảo đề nghị các cơ quan, ban, ngành có liên quan tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông,
khẩn trương hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất, sân bãi phục vụ công tác tổ chức lễ hội, rà soát nội dung chương trình khai mạc, bế mạc lễ hội. Các tiểu ban khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ được phân công, đảm bảo cho lễ hội diễn ra thành công, tốt đẹp. Lễ hội văn hóa du lịch nghề làm bánh tráng Phê Sương Trảng Bàng lần thứ tư năm 2022 sẽ khai mạc vào lúc 18 giờ ngày 10 tháng 12 năm 2022 tại sân vận động thị xã Trảng Bàng. Tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo tỉnh đã giao cho Công an tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Phú Ninh thực hiện quyết liệt các biện pháp kiểm tra, truy quét vàng tặc, xử lý nghiêm các đối tượng khai thác vàng trái phép, gây mất trật tự an toàn xã hội và gây bức xúc trong dư luận trong thời gian qua. Tình trạng khai thác vàng trái phép tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu thuộc xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh diễn ra với mức độ ngày càng gia tăng. Nạn khai thác vàng trái phép vừa gây thất thoát nguồn tài nguyên, vừa gây ô nhiễm môi trường, gây mất trật tự xã hội. Cử tri kiến nghị các ngành chức năng các địa phương xử lý dứt điểm tình trạng khai thác khoáng sản, khai thác vàng trái phép. Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, để giải quyết dứt điểm tình trạng này, bên cạnh việc thường xuyên tổ chức các đợt truy quét, tiêu hủy tang vật, sau khi địa bàn không còn đối tượng khai thác vàng trái phép thì giao cho huyện Phú Ninh tổ chức chốt chặn, không để các đối tượng quay lại khai thác vàng, gây phức tạp tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Trước thông tin thất thiệt về giá đầu tư thiết bị ghi hình camera giao thông, ngày 7 tháng 12, Công an tỉnh Bình Dương cho biết không có việc 1 tỷ đồng một chiếc camera giao thông như thông tin lan truyền trên mạng trong thời gian gần đây. Trong cuộc họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế xã hội năm 2022 của Bình Dương, lãnh đạo Công an tỉnh cho biết dự án đầu tư lắp đặt camera giám sát cháy, giám sát an ninh, an toàn giao thông có giá trị ước tính gần 470 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là dự tính ban đầu, số tiền này chưa được phê duyệt chính thức vì còn cần thêm thời gian khảo sát chi tiết. Số tiền này là cả một dự án được phân ra nhiều phần như hệ thống hạ tầng kết nối, phí thuê đường truyền, thuê tư vấn thiết kế, giám sát, bảo trì, xây dựng cơ sở hệ thống trung tâm điều khiển, ba hệ thống điều khiển chuyên ngành của cảnh sát giao thông, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự riêng, các camera sử dụng chuyên dụng có thể chụp xa đến 6 km, gắn trên độ cao bao phủ cả khu vực. Do đó cần phải có độ phân giải cao như chụp được biển số xe ở trong đêm, chống lóa và có độ dung lượng cao lưu trữ, đường truyền kết nối về trung tâm điều hành thành phố thông minh, phục vụ quan sát phòng cháy chữa cháy và quản lý các an ninh khác. Ngày 6 tháng 12, Nhật Bản đã lần đầu tiên cử hai chiến đấu cơ F-15 tới Philippines, một phần của hoạt động hợp tác giữa không quân hai nước. Philippines là quốc gia thứ ba trên thế giới mà Nhật Bản cử chiến đấu cơ tới, sau Mỹ và Australia. Các chiến đấu cơ của lực lượng phòng vệ trên không của Nhật Bản đã tới căn cứ không quân Clark trên đảo Luzon vào ngày 6 tháng 12, sau khi cất cánh từ một căn cứ không quân ở Tây Nam Nhật Bản. Các chiến đấu cơ đã bay trong khoảng 4 giờ và được tiếp nhiên liệu ở trên không. Giới chức lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản khẳng định Philippines là một đối tác rất quan trọng và Tokyo muốn thúc đẩy hợp tác phối hợp hoạt động với Manila, đồng thời đóng góp cho sự ổn định trong khu vực. Hiện hai nước cũng đang tiến hành một cuộc tập trận phòng không chung kéo dài từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 11 tháng 12 nhằm tăng cường quan hệ quốc phòng giữa hai nước. Tuy nhiên, hai chiến đấu cơ F-15 không tham gia cuộc diễn tập này. Apple sẽ thực hiện đợt điều chỉnh lớn nhất hệ thống định giá của App Store kể từ khi cho ra mắt và vận hành cửa hàng ứng dụng trực tuyến này. Đây là thông báo được tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ vừa đưa ra ngày 7 tháng 12. Theo đó, các nhà phát triển được chủ động định giá các ứng dụng của mình, dao động trong khoảng từ 29 xu đến 10.000 đô la Mỹ. Các nhà phát triển có thể lựa chọn từ 900 mức giá, gần gấp 10 lần lựa chọn giá hiện nay trên hệ thống giá của App Store. Cùng với đó, Apple nâng cấp tính năng mới của App Store, giúp các nhà phát triển ứng dụng quản lý doanh số bán hàng, trả lại hàng, thuế. Thông báo của Apple nêu rõ, đợt nâng cấp này sẽ được áp dụng với tất cả giao dịch từ mùa xuân năm tới. Hoạt động này sẽ giúp các nhà phát triển linh hoạt hơn trong việc định giá các sản phẩm ứng dụng của họ, trong khi vẫn đảm bảo tiếp cận được hàng trăm triệu người dùng Apple trên toàn thế giới. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của TTV11 ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem trực tuyến trên website tayninhtv.vn, xem lại chương trình trên kênh YouTube Truyền hình Tây Ninh hoặc cài ứng dụng Tây Ninh TV để có thể xem chương trình ở bất cứ đâu. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!